Mà không, người đàn ông của Naheri không thể ở một nơi tồi tàn được đâu, em không cho phép. Em làm ơn đừng cư xử tầm thường như vậy nữa, có được không? Tầm thường? Em thật sự rất thất vọng luôn đó. Trên đời này có biết bao người phụ nữ, sao lại là cô gái này được chứ? Chắc anh ấy đau lòng lắm, nhìn đáng thương quá đi. Nhưng tôi nói nè, hình như là gương mặt thấy nhiều ở đâu rồi đó. Là cháu gái khách sạn Gu Song. Ồ vậy sao? À, gì chứ? Ngày diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc, lúc chúng ta gây náo loạn ở ngoài sảnh, cô ấy cũng có ở đó. Hèn gì mà tôi thấy cứ quen quen mặt. Nếu như là cháu gái, tức là con gái của con dâu lớn rồi. Đúng là mẹ nào con nấy mà. Con xin lỗi vì chuyện náo loạn lúc nãy. Dù nhà trò này có thế nào, nó cũng như chính bản thân của bà vậy. Việc sỉ nhục và coi thường chỗ này bà tuyệt đối không thể tha thứ. Sau này nếu xảy ra chuyện như vậy nữa, lúc đó bà sẽ đuổi con đi. Dạ, sau này sẽ không có chuyện đó nữa. Vậy được rồi. Là cháu gái chủ khách sạn Gu Song sao? Dạ. Một nửa thế giới này là phụ nữ, sao nhất định phải là cháu gái nhà đó chứ? Chị coi em như em ruột cho nên mới nói đó. Em hãy nghĩ kỹ lại đi Uje à. Con dâu lớn và cháu gái của nhà đó tính tình vừa không tốt lại ngạo mạn, nên nhân viên đều gọi là ma nữ số 1 và ma nữ số 2. Mình à, Uche cũng phải được biết chuyện này chứ. Đúng vậy đó, em phải chuẩn bị tâm lý thật là vững vàng. Cái bà ma nữ số 1 đã đăng ký học ở sân golf của anh đó. Chuyện này đúng là không đùa được đâu. Nè, phải làm việc cho ma nữ số 1, chắc mẹ Yeonmu phải chịu khổ nhiều rồi hả? Cũng đâu tới mức như tin đồn đâu ông. Con thấy cũng có chỗ đáng yêu lắm á. Bài thể dục sắp thực hiện tên là Nhất Danh Bách Tuế. Đây là bài thể dục với mong ước các vị luôn được khỏe mạnh và vạn thọ vô cương. Nên các vị hãy luyện tập thêm ở nhà. Nào, mời quý vị đứng lên. Mời cô. Hai người đứng đối diện nhau rồi đan tay vào nhau. Hai chân hãy dang rộng bằng vai, mỗi người lùi ra thêm một bước. Rồi đưa tay lên giống như vậy nè. Một, hai, ba. Ôi trời, một, thoải mái quá. Hai, thoải mái thiệt đó. Ba. Tiếp tục nào. Một, hai, ba. Chú chú. Đàn lọ lem trong truyện cổ tích, hai nhảy điệu quan theo một bản nhạc lãng mạn. Còn ơn chi lọ lem thời nay, tập thể dục theo điệu nhạc chán đời. Ôi, đúng là hiện thực tàn nhẫn. Nữ hoàng hôm nay đương nhiên là cô Ban đây rồi. Tôi sao? Chủ tịch Kim và chủ tịch Ly đều ghen tị với tôi không chịu được đó. Còn mấy bà cô náo loạn hết cả lên. Hôm nay đúng là ngày của Na Hoàng San đó. Thật may là hôm nay chủ tịch cảm thấy vui như vậy. Sau khi vợ tôi qua đời, tôi không hay đến mấy cuộc hội họp. Lâu rồi tôi mới được vui vẻ thoải mái như vậy. Tất cả là nhờ cô Ban hết đồ. Hai đứa vẫn chưa ngủ sao? Hay, ba còn chưa về nhà, làm sao tụi con có thể yên tâm mà ngủ được chứ? Chà, ở Hàn Quốc không có con dâu nào hiếu thảo như hai đứa. Ở tuổi này rồi, ba còn nhiều phúc quá hả? Hình như ba đi buổi họp mặt rất là vui. À, đương nhiên là ba vui rồi. Đây. Ôi trời. Đây. Ôi trời ơi, hai tờ luôn hả ba? À. Từ hồi về nhà đến giờ, lần đầu con nhận được 100.000 đó. Đúng là một ngày đáng nhớ đó ba. Con biết không, tâm trạng của ba cũng đang vui vẻ như vậy đó. Đừng có ngại nha. Dạ. Cứ cất đi hả?
Tôi thấy có mùi gì thì phải. Chị ơi, nhân viên đang bàn tán rất nhiều. Chuyện vợ của nhân viên biển thủ rồi hổ thẹn và tự sát ngay, làm sao có thể làm thư ký cho gia đình người chủ được chứ? Thím đang nói thư ký gum sao? Dạ, chị làm ơn đổi thư ký khác giùm đi. Em sẽ tìm cho chị một thư ký vừa giỏi vừa tốt nữa. Tôi không cần đâu, tôi rất vừa lòng thư ký gum. Chị à, thím cũng biết rồi đó, tôi vốn thích kiểu người thành thật mà. Thư ký gum đúng là kiểu người mà tôi thích. Gì chứ? Gì? Gu của chị ta? Ôi trời, cái người đánh không lại được người khác, chỉ biết nắm tóc rồi xoay vòng vòng khắp nơi mà không thể làm được gì ra hồn hết. Ôi trời, đúng là người vô dụng mà. Ôi. Dạ. Ủa con, đã trễ rồi mà. Gì vậy mẹ? Đây á, trà mật ong, con uống đi cho nóng. Tài liệu gì mà nhiều vậy con? Ngày mai có đợt điều tra thực tế khu nghỉ dưỡng. Con làm sơ rồi ngủ đi, nếu làm kỹ quá sẽ mệt lắm đó. Mẹ đừng có lo cho con mà, ngủ ngon nha, bà yên súp. Ôi, thằng nhóc con. À, khoan đã mẹ ơi. Ừ? Ờ, cái chị phó giám đốc Son á, là người thế nào vậy? Sao vậy con? À, tại thư ký Gum rất là nóng lòng muốn tìm được người đó. Đột nhiên con tò mò, muốn biết về ông ta thôi. Ồ thì không phải người ở trụ sở chính, chỉ là nhân viên khu nghỉ dưỡng, làm sao mà mẹ biết. Mới gặp nhau được mấy lần mà thôi. Tại vì ban ngày có một chút việc thôi nên con tò mò mới hỏi. Mẹ ngủ đi. Ừ, con trai ngủ ngon nha. Ừ. Mình không có nhìn nhầm một chút nào hết. Rõ ràng là phó giám đốc Son mà. Phòng nhân sự. Theo nguyên tắc bảo vệ thông tin riêng nên tôi không thể cho cô biết thông tin của nhân viên đã nghỉ việc được. Phó giám đốc Son là cấp trên của chồng tôi đó. Tôi chỉ muốn gặp ông ấy chào hỏi thôi và hỏi thăm mấy chuyện. Vậy nên là mong cô giúp đỡ tôi với. Theo quy định là không được đâu cô à. À, vậy mong đừng làm theo nguyên tắc một lần này thôi mà. Cô nữ tình giám đốc chi nhánh giúp tôi một lần đi có được không? Tuyệt đối là không được. Mới sáng sớm mà cô đã yếu xìu rồi sao? Chuyện gì về thư ký Gum? Dù tôi gian xin gì đi nữa, bên nhân sự cũng không cho tôi địa chỉ của phó giám đốc Son. Cô cứ chờ một chút đi, sẽ nhận được điện thoại của nhân viên thông tin mà thôi. Ok. À, tôi đây. Chuyện tôi nhờ ra sao rồi? Vậy sao? Đã tìm ra địa chỉ nhà của phó giám đốc Son rồi sao? Thật sao hả? Là ở đâu? Là ở đâu vậy? Hôm nay ăn mặc đẹp quá hơn. Nè khoan đã, chờ một chút. À, cảm ơn anh nha. À, nếu anh đi đến Anbiondo thì sẽ mệt lắm đó. Hay là tôi đưa anh đi nha. Nè, còn có cuộc họp 2 giờ nữa. Ờ, tôi đưa anh đi rồi sẽ về ngay mà. Ừ, không cần đâu, tôi cứ đi từ từ là được rồi. Được rồi, đi thôi. Chuyện gì vậy? Ờ, nghe nói anh định tới khu nghỉ dưỡng ở Anbiondo. Vậy thì sao? Ôi trời ơi, đúng lúc đó tôi cũng đang định đi tới chỗ đó đây nè. Chúng ta thành cặp đôi được không? Cặp đôi? Cặp đôi? À phải, nếu như anh mệt mỏi, tôi có thể thay anh để lái xe mà. Anh cũng biết năng lực của tôi mà. Không cần, không cần, không cần. Giá xăng tôi có thể chia đôi mà hả?
Sao cô đến Anbiondo? Tôi cần phải tìm ra được phó giám đốc Sean đó. Tôi phải gặp ông ta để đàm phán. Vì một giờ rồi nên tôi cũng gấp. Anh giúp tôi đi nha. Cái tên phó giám đốc Sean, cô tự mình lo đi nha. Nhưng mà chỉ một lần anh nè. Đừng có lên. Chuyện gì mà hôm nay anh ta lại khó khăn vậy? Ôi thiệt là.